Chuyện lạ có thật, đồ vật trong nhà tự động thắp lửa khiến cả gia đình phải sơ tán. Chiều ngày 5 tháng 1, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa xác nhận có một ngôi nhà trên địa bàn những ngày qua đồ đạc liên tục bốc cháy chưa rõ nguyên nhân, khiến chính quyền địa phương phải di rời 6 người trong gia đình này đến nơi an toàn. Được biết, sự việc xảy ra tại gia đình ông Đinh Xuân Nam, ngụ tại thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh. Hiện tượng cháy đồ đạc tại ngôi nhà này xuất hiện từ tháng 3 năm 2022, nhưng những ngày qua cháy liên tục khiến gia đình rất lo lắng. Ông Nam cho biết, hiện tượng kỳ lạ này ban đầu chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng 2 tháng trở lại gần đây thì sự việc rất nghiêm trọng. Đồ đạc trong nhà như chăn, màn, quần áo hay giường, túi bóng thường xuyên bốc cháy, có ngày gia đình tính được tới 14 lần. Chủ gia đình này cũng cho biết, có lần ông đi vắng, con đang ngủ trên giường thì màn bốc cháy ngùn ngụt. Lúc đó may có bà ở nhà nên đã chạy vào dập lửa, đưa cháu ra ngoài kịp thời. Trước hiện tượng bất thường này, gia đình ông Nam đã báo cáo chính quyền địa phương và được UBND xã Hà Lĩnh hỗ trợ sắp xếp tới trường mầm non gần nhà để ở tạm, chờ cơ quan xác minh làm rõ sự việc. Nhiều người dân sinh sống gần nhà ông Nam cũng tỏ ra rất lo lắng trước hiện tượng bất thường này. Có người khi nghe kể còn không tin, nhưng khi tận mắt chứng kiến đồ đạc trong nhà ông Nam tự nhiên bốc cháy thì mới tin đó là sự thật. Sự việc này chỉ xảy ra duy nhất tại gia đình ông Đinh Xuân Nam, những nhà xung quanh không hề có vấn đề gì. Hy vọng cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân và giải pháp kịp thời giúp gia đình sớm ổn định lại cuộc sống. Các bạn nghĩ sao về trường hợp này? Comment ngay cho TV Trends được biết nha! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé!